chuyên cơ đưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân từ thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đã hạ cánh sân bay Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Ngày 12 tháng 12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân. Lúc 11 giờ 54 trưa ngày 12 tháng 12, chuyên cơ đưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân từ thủ đô Bắc Kinh đã hạ cánh sân bay Nội Bài. Tháp tùng Tổng Bí thư. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Thái Kỳ, Chánh văn phòng Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Nghị, Bí thư Ban Bí thư, Ủy viên Quốc vụ, Phó Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Vương Tiểu Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu, Chủ nhiệm văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương Giang Kim Quyền, Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trình Sang Khiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thương mại Vương Văn Đào, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây Lưu Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, Cục trưởng Cục Hợp tác Phát triển Quốc tế La Chiếu Huy, Thiếu tướng Lý Bân, Chủ nhiệm Văn phòng Hợp tác Quân sự Quốc tế Trung ương, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nông Dung. Đây là lần thứ ba Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam sau hai chuyến thăm vào các năm 2015 và 2017. Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại sân bay Nội Bài có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cùng các cán bộ ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, nhà nước Trung Quốc đến Việt Nam sau Đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc, hơn một năm sau chuyến thăm lịch sử đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tháng 10 năm 2022. Dự kiến trong ngày hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ chủ trì lễ đón và hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ cùng xem và nghe giới thiệu về các văn kiện đã ký kết, dự tiệc trà và chiêu đãi trong dịp này. Ngày 13 tháng 12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có các cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân sẽ chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và phu nhân. Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ các nhân sĩ, thế hệ trẻ Việt Nam trong thời gian ở Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.